Xin chào các bạn, tưởng chừng như ở thiên đàng hay là địa ngục mới có những cái ngọn khói bốc lên tự nhiên hay đốt lửa để mới có khói. Và có lẽ không nơi nào trên thế giới khói bốc nghi ngút quanh nhăm như ở thành phố Beppu, Nhật Bản. Những cái làn khói trắng xóa đã biến thành phố xinh đẹp này trở nên huyền bí và trông như địa ngục trần gian. Đương nhiên là địa ngục trần gian ở trong ngoặc kép rồi. Nếu một lần được đến nơi đây, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về cảnh đẹp của vùng đất này. Đầu tiên phải nói rằng, Nhật Bản là đất nước sở hữu rất là nhiều suối nước nóng tự nhiên. Sở dĩ mà Nhật Bản lại có nhiều suối nước nóng tự nhiên như vậy bởi vì cái địa hình của Nhật Bản thì cũng có rất là nhiều những cái ngọn núi lửa. Người dân Nhật Bản từ rất lâu đã biết tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên này để lấy nước nóng tự nhiên làm nước tắm onsen rất tốt cho sức khỏe. Họ có câu nói nổi tiếng, đến Nhật mà chưa lên núi Phú Sĩ, chưa tắm onsen thì cũng coi như chưa đến Nhật. Và quả thật là như vậy. Tắm onsen đã trở thành truyền thống lâu đời của xứ sở mặt trời mọc. Ở Việt Nam bây giờ thì cũng có rất là nhiều những khu nghỉ dưỡng và đôi khi lạm dụng cái từ onsen. Onsen đọc theo âm Hán Việt là ôn tuyền. Ôn ở đây có nghĩa là ấm, có nghĩa là nóng. Tuyền ở đây có nghĩa là suối. Vậy nên onsen có nghĩa là suối nước nóng. Đến với Nhật Bản thì hầu như ở đâu du khách cũng có thể tìm được những cái nơi cho mình để tắm onsen. Có những quy định ở các onsen thông thường, ví dụ như là những người có hình xăm sẽ rất khó có cơ hội được thưởng thức tắm suối nước nóng. Tuy nhiên, tại thành phố Beppu thì khác, có khá nhiều onsen chấp nhận cho người có hình xăm vào tắm và cũng chẳng ở đâu có nhiều suối nước nóng như ở Beppu, thành phố thuộc tỉnh Oita. Và cái địa danh này thì nằm ở phía nam Nhật Bản. Do nằm ở khu vực vỏ địa chất bất ổn của trái đất, nơi đây có rất nhiều suối nước nóng lộ thiên. Tổng quan về Beppu thì thành phố này có dân số là hơn 120.000 người và có diện tích cũng hơn 120 km². Beppu nổi tiếng và thường được biết đến vì có nhiều onsen. Nơi đây sở hữu gần 3.000 suối nước nóng với 9 loại nước nóng khác nhau, nhiều nhất ở Nhật Bản và đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ đứng sau công viên Yellowstone của nước Mỹ về trữ lượng khoáng nóng và được mệnh danh là thủ đô suối nước nóng hay là thiên đường onsen. Chính vì có số lượng suối nước nóng nhiều nên khi nhìn Beppu từ xa, bạn sẽ chỉ thấy những cột hơi nước bốc lên cao giống như khói từ một đám cháy. Những cái suối nước nóng trong thành phố phun tới 13.000 tấn nước mỗi ngày và hơi nước khiến cả thành phố luôn chìm trong làn khói trắng quanh năm. Nhất là vào ban đêm thì bạn sẽ được trải nghiệm những con đường mù sương giống như đường về cõi âm vô cùng mờ ảo và huyền bí, nên nhiều người ví von đây giống như là địa ngục trần gian. Thế nhưng, nhờ cái khung cảnh có 102 vô cùng nổi tiếng này, kết hợp với cả núi non, kết hợp với biển cả, Beppu đã trở thành một địa điểm du lịch trứ danh, thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Khi mà tới đây thì bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào xứ sở sương mù, dạo quanh các khu phố nhỏ. Có lẽ là cái biệt danh xứ sở sương mù đúng với Beppu hơn là đúng với London hay là đúng với Vương quốc Anh. Từ vỉa hè, mặt đường, cống dẫn nước, đâu đâu cũng đều có những cái làn hơi nóng bay lên. Mặc dù số lượng suối nước nóng rải rác quanh khu vực là rất lớn, thế nhưng chất nước nóng ở Beppu thì không có mùi khó chịu, các khoáng chất cũng không có mùi nồng nặc như ở những nơi khác. Do đó cuộc sống của người dân tại đây vẫn diễn ra một cách bình thường như cân đường hộp sữa và rất nhiều gia đình sống quanh các hệ thống suối nước nóng này. Và đặc biệt nó có tác dụng chữa bệnh hoặc là giữ ẩm tuyệt vời, giúp làn da của bạn mịn màng hơn sau khi ngâm mình trong làn nước của những cái suối nước nóng ở đây. Những cái suối nước nóng này đã đóng vai trò hết sức quan trọng với thành phố. Nó được người dân dùng để đun nước sôi, còn một số con suối khác được bơm để dẫn vào ống, cung cấp nước nóng sinh hoạt cho các gia đình, các doanh nghiệp, các nhà hàng. Và điều quan trọng nhất là từ những suối nước nóng này thì những khu du lịch đã được mở ra. Ở Beppu thì không chỉ có suối nước nóng để tắm, mà còn có cả suối nước nóng để làm gì? Để ngắm. Đó chính là những cái suối nước nóng được mệnh danh là địa ngục. Đến những nơi này thì bạn sẽ tận mắt chiêm ngưỡng 8 suối nước nóng vô cùng đẹp và độc đáo. Hoạt động yêu thích ở Beppu cũng chính là ngắm các địa ngục. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá những địa ngục trần gian tại Beppu. 8 cảnh địa ngục ở Beppu gọi chung là Beppu Hotel. Tùy vào từng đặc điểm của các onsen mà người dân nơi đây đã đặt các tên gọi gắn liền với chính những đặc trưng đó, nhưng luôn có chữ Jigoku trong tiếng Nhật có nghĩa là địa ngục. Có thể là mình trong video này phát âm tiếng Nhật không được chuẩn bởi vì mình thực sự là không biết tiếng Nhật, mà các bạn thông cảm. Cái tên này được người Nhật đặt từ khoảng 1.000 năm trước vì họ tin rằng nước ở đây bị nguyền rủa nên mới có nhiệt độ cao đến như vậy. Và nhiệt độ nước ở trong những cái địa ngục trần gian này vào khoảng từ 44 cho đến 98 độ C. Trong đó nổi tiếng nhất chính là suối nước nóng màu xanh lục Umi Jigoku.
Umijigoku là một vùng nước sâu khoảng 120m ở chỗ sâu nhất và có màu xanh lam, được hình thành do hoạt động của một ngọn núi lửa cách đây từ 1200 cho đến 1300 năm. Màu xanh làm cho cái số nước nóng này trông có vẻ mát lạnh, thơ mộng, y như những bãi biển tại Maldives, nhưng mà thực chất nhiệt độ trung bình nước ở đây có thể cao đến 99 độ C. Chắc chắn là đủ để luộc trứng hay để luộc bất kỳ một cái thứ gì rơi xuống bao gồm cả thịt người. Có lẽ vì nhiệt độ khủng khiếp như vậy nên nó mới có tên là biển địa ngục. Để mà phục vụ du khách thì người ta đã giảm nhiệt độ nước ở một số khu vực, hình thành các cái khu ngâm chân ngay trong suối nước nóng. Một điều thú vị mà chắc chắn ai cũng phải làm khi đến đây là ăn món trứng luộc. Trứng sẽ được luộc trực tiếp dưới hồ, mang đến cho du khách một trải nghiệm mới lạ. Ngoài ra thì cũng có một cái món bánh được làm chính từ cái nguồn suối nước nóng ở đây, và món này ăn sau khi mà bạn thưởng thức món trứng luộc. Địa ngục thứ hai là suối nước nóng có tên Chinoke Jigoku, là địa ngục ao máu, hay còn được gọi là hồ máu địa ngục, vì nước suối có màu đỏ kỳ lạ khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Đây là suối nước nóng duy nhất có màu sắc sặc sỡ và thành phần hóa học khác hẳn so với những con suối tự nhiên khác. Sở dĩ có điều này là do lượng oxit sắt và oxit magie ở trong nước ở mức cực kỳ cao. Với diện tích khoảng 1.300m², độ sâu hơn 30m và nước bên trong hồ luôn ở trên mức 78 độ C. Địa ngục ao máu này được phát hiện cách đây khoảng 1.300 năm, được người dân bản địa sinh sống xung quanh địa điểm này dùng nước và bùn trong hồ để mà nhuộm vải, đồ đạc và chế tạo thành nhiều loại thuốc chữa bệnh. Nơi đây cũng được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia của Nhật Bản vào năm 2009 vì những đặc trưng cực kỳ hiếm có của nó. Cái tiếp theo mà chúng ta sẽ nhắc đến đó là địa ngục ao trắng. Nếu như cái suối Chinoke Jigoku có màu đỏ thì suối có tên là Shiraike Jigoku lại có màu trắng như sữa. Vì vậy nên người ta đã đặt tên cho khu suối này là địa ngục ao trắng. Đây là một trong những địa điểm được lựa chọn ghé thăm nhiều nhất tại Beppu bởi nó gây ấn tượng với du khách khi mà làn nước trắng yên bình mang phong cách giống hệt như trong tranh vẽ vậy. Mặc dù trông rất là bắt mắt nhưng mà bạn đừng tưởng đây là một cái suối dễ tiếp cận bởi vì cái suối này cũng có nhiệt độ thường ở mức 95 độ C. Địa ngục sư cạo đầu bạn đã nghe thấy bao giờ chưa? Bởi vì ở cái suối này thì có những cái tảng bùn tròn xoe thỉnh thoảng lại nổi lên ngay giữa suối rất là thú vị. Với màu xám trắng của bùn và bong bóng khí tạo thành đầu giống như đầu của những thầy tu nên nó mới có tên là như vậy. Với một bức tượng quỷ ngay ở khu vực cổng vào, một vài hồ nước nóng lúc nào cũng sôi sùng sục và nó làm cho Kamado Jigoku trở thành địa ngục nồi nấu vừa đáng sợ vừa thú vị. Với những tín đồ ẩm thực thì quả thực con suối này rất là phù hợp. Du khách có thể thưởng thức trực tiếp những món ăn được nấu từ chính cái loại nước nóng này. Những vấn đề như là ngạt mũi, đau họng hoặc là dị ứng mắt được khuyến khích sử dụng hơi nóng của nước này xông hơi để trị bệnh. Tuy nhiên cũng phải nhắc lại, nhiệt độ nước lúc nào cũng khoảng trên 90 độ C. Chúng ta sẽ còn 3 địa điểm nữa. Nếu như Kamado Jigoku là địa ngục nồi nấu thì Tatsumaki Jigoku là ngục nước phun hay là địa ngục kỳ cục. Nước ở đây không tạo thành hồ như những nơi khác mà có lực phun cực mạnh, có thể phun cao đến vài chục mét trong nhiều phút. Để tránh gây ra nguy hiểm cho khách du lịch đến với nơi này, người ta đã đặt một phiến đá lớn ngăn chặn bớt sức phun của dòng nước nóng. Tiếp theo nữa đó là địa ngục núi. Đúng như cái tên gọi của cái khu vực này thì du khách có thể ngắm nhìn những cái dòng chảy của nước nóng. Và điều đặc biệt đó là tất cả những cái dòng chảy nước nóng này đều phải chảy qua những cái ngọn núi nhỏ tạo ra một cảnh quan vô cùng đẹp mắt. Và cuối cùng đó là địa ngục quái vật núi. Ở đây thì du khách có thể ngắm nhìn một bể nước nóng khổng lồ đang sôi sùng sục ở một bên và bên còn lại thì bắt gặp những lồng nuôi cá sấu và hà mã. Tên của nó trong tiếng Nhật Bản là Oniyama Jigoku. Điều đặc biệt, xung quanh dòng suối nước nóng này chính là nơi sinh sống của rất nhiều cá sấu. Đến nay người ta vẫn chưa giải mã được lý do tại sao mà cá sấu lại yêu thích nơi này đến vậy. Và đó cũng là nét cuốn hút giúp cho du khách luôn thích ghé thăm địa điểm này. Vâng, trái ngược với cái tên địa ngục trần gian mà chúng ta vẫn đặt cho thành phố Beppu, thực ra thành phố này rất yên bình và thơ mộng. Nơi đây không chỉ có cảnh quan xanh tươi, bầu không khí trong lành, sự ấm áp nhờ hơi nước nóng mà nhịp sống cũng hết sức chậm rãi, người dân thì rất là tốt bụng và hiền hậu. Đó là câu chuyện về địa ngục trần gian Beppu tại Nhật Bản. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn đã từng đến với nơi này chưa? Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.